Alo, à, vâng, xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả anh chị em Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với kênh Minh Nhật 286 à, Và năng đề chúng ta về con 07 mọi người nhé Hôm nay thì căng rồi, hôm nay thì chả được cái gì cả Phải nói là ngày hôm nay thì lô tô quay hơi trối anh em ạ Ra 74, 47, 4 nháy này, à, rồi lại 81, 2 nháy Lô rơi này khá nhiều Hôm nay quay thì có lẽ là hơi bịp rồi 6103, top 1 rồi mình kim, vẫn ra Cả hai con luôn Áo à, ma, cara, đúng không ạ Lô rơi thì chúng ta có con 12 25 Đấy 4 thì 41, 42, 45 5 thì rơi lại 56 6 thì không rơi rồi 8 thì cũng vậy Và hôm nay thì lô 10, 2 nháy này 61, 2 nháy 74, 3 nháy 81, 2 nháy nữa Và cũng đã chiếm được Chiếm mất khá nhiều Vị trí cho những cái con lô khác rồi Tỷ lệ hôm nay chúng ta ăn được ít mọi người nhé mình chốt cho anh em chúng ta ở trên video 89 và con 98 cộng cộng với cái dàn đề sau số. Thì um, tất nhiên rồi, hôm nay chúng ta cũng chưa được ăn. Nhưng mà thôi không sao, ngày mai thì cứ vào nuôi thôi. Mình nghĩ nó chỉ trong khoảng nay hoặc là mai thôi. Nó đề là chúng ta sẽ ăn được. Nói chung là về cầu ngày hôm nay thì cầu đề các các kiểu là cũng không được không được cái gì cả anh em ạ. Mình có xem rồi thì con 70 này 07 này ở cái cầu đề này thì nó cũng chưa ra khi mà ra kèm con 87 bao giờ nên là nó cũng chả có được Ok thì cũng như ngày hôm qua mình có giới thiệu cho anh em cũng như là các bạn chúng ta về một số cặp lô Chỉ tiếc cái là mình chọn nó nhầm nhầm cặp thôi Cũng gọi là hơi đen một chút Nhưng Ngày hôm qua thì có bảo với anh em chúng ta là cầu 26 và con 62 Thì chúng ta có, có con 26 này thiếu con 62 nữa là đi một đôi Đấy. Hôm nay thì mình chốt cho anh em chúng ta cầu trên Zalo, cầu đôi con 99 tại cái vị trí này nhá. Thì anh em chúng ta có thể tự xem xuống. Thì con này cũng khá đẹp và mình cũng rất là thích con 99 cho cái ngày hôm nay nữa. Thành ra con chốt cho anh em ta con 99 ở trong Zalo. Thì cũng chưa được ăn mọi người nhé Cầu này thì nó chạy từ hôm 26 tháng 11 cơ và chạy khá là nét. Đâu, nói chung là vẫn là một cái đen đổi chốt không ăn phải chịu thôi. 44 này các bạn này, à, ra 443 nháy này, 57 ra thẳng về năm 57 này. 75 này không ạ? Ra 75 này. Đây là 38 này, ra 38 hai nháy này, đây 95 này, ra thẳng 95 nhé Đây là 12, ra thẳng 12, đi thẳng bạch này là đi thẳng cái bạch thủ luôn. Và nay là báo 99. rất tiếc là 99 chứ là chưa có nhá. Đấy. Mình rất hay bắt được những đường cầu như thế này cho anh em ở trong Zalo, ăn bạch thủ cũng khá là đều đấy nhưng mà tiếc cái là ngày hôm nay chả câu nào về cả. Không về một cầu nào nhá, mọi người nhé Thì um vào ngày mai à, quý anh chị em sẽ lưu ý và tham khảo cho mình cầu ô tô Cầu đầu tiên Mình cũng chỉ gọi là đưa luôn cho anh em tham khảo thôi Chứ không không phải xoay đi tính lại làm nhiều làm cái gì cả Đỏ thì vẫn cứ ăn thôi Chúc con gì thì vẫn là chiến thắng mọi người nhé Thì à, Trong Cho ngày à, mùng à, Mùng 4 tháng 12 Các bạn lưu ý tham khảo cho mình cầu đô tô 5885 đây là cầu đầu tiên, cầu này ngày mai khá là đẹp và cũng à, tương đối là nét anh em chúng ta tiếp tục vào tiền nhé đến một cái đường cầu tiếp theo nữa thì mình chỉ còn đường cầu 2772 mà thôi tổng cộng là vẫn có hai cặp cho mọi người cũng như anh xem thông khảo thì các bạn ta vào tiền cặp nào cũng được 272 chúng ta đang lọt khe giữa 42, 25, 26, 28, 29 mọi người này Đấy, đang bị lọt khe mọi nhé khá là đẹp cho các bạn ta vào tiền vào ngày mai à, nhưng mà về phần cá nhân mình thì mình vẫn có cái lựa chọn riêng đó là cặp mà 85 58 để cho các bạn với anh chị em tham khảo nhé Ngày mai thì 85 sẽ là cái bạch thủ cầu này thì mình sẽ lưu ý cho anh em cũng như là các bạn chúng ta là cái đường cầu nét để cho các bạn với anh chị em chưa lấy lại tiền thôi thu hôm nào thì mình lại lên cầu ngon ngon lấy lại cho anh em chúng ta không đó mọi người nhé Đấy. về phần đề đóm thì như mình cũng đã nói rồi về phần đề thì chắc chắn là mình vẫn sẽ giữ nguyên và vẫn nuôi cho anh em chúng ta tiếp tục nuôi cho các bạn anh xem chuyên tiếp tục về cái dàn đề này của mình về dàn này thì mình khá là kết mọi người nhé cái con 49 cộng với con 94 của chúng ta cộng với con 35 và con 53 thì cặp 49 53 là không phải nói rồi là cái cặp số gọi là rất nhiều người ghét nhưng mà thôi cặp này mình đang lên cái phương án nuôi cho anh em 49 thì khan khá lâu rồi và 53 là cũng thế hai con này thì chả kém cạnh nhau cứ nuôi mọi người nhé anh em thì tỷ lệ nó ăn nó là ăn, ăn cao các bạn ta bỏ vốn vào ngày trăm hai trăm nghìn là anh em không có thì đánh năm mươi nghìn thôi năm mươi nghìn hai mươi nghìn thôi vì là nó sẽ ăn được thì anh em chúng ta sẽ gỡ lại cái tiền vốn vì ngày nào nó cũng quay mà chả cứ hôm nay dình ăn được ngày mai chúng ta lại không không đánh nữa cho nên là nó ngày nào quay cứ thế mà chơi thôi không phải nghĩ nhiều làm cái gì cả đấy về phần uh, lô tô thì cầu năm tám tám của mình chắc là khỏi phải nói rồi cầu này cực kỳ đẹp để cho anh em cũng như là các bạn chúng ta chơi ở trên video của mình 85 sẽ là con bạch thủ mọi người nhé nhìn thì cũng ra luôn cầu này thì cũng khá là trùng với ở chỗ con đầu đề đó đầu đặc đặc biệt thôi mọi người nhé 77 này 67 này 25 này ngày mai 85 này lưu ý cho mình đây nó về cái dạng 855 nữa con này mình khá có thể tự tin là ngày mai các bạn đã thể vào vào tiền và anh em chúng ta thể chơi nó nét nét một xíu được cặp này thì ngày mai mình đánh giá là nét cái đường cầu chỗ đặt phần phần uh, ba càng đề phần uh, đặc biệt đấy thì mình chỉ gọi để cho các bạn tham khảo thôi còn đường cầu này mình bắt riêng mọi người nhé và có tỷ lệ rất là cao để cho anh em cũng như được bạn ra vào tiền và chơi đó là một sự lựa chọn của mình thì ok để đón chúng ta giữ nguyên và không thay đổi gì nhiều về phần lô tô thì các bạn chúng ta sẽ có cặp lô mới phần cặp lô cũ 8998 ai còn ai còn thích thì các bạn ra vào, vào tiền tiếp nó vẫn còn là chơi được mọi người nhé, còn đang thích thì thôi, thì chúng ta chỉ chơi cặp lông mới thôi. OK, thì sơ sơ và hẹn anh em chúng ta như vậy. À, các bạn đã xem video thì để lại cho kênh à, một cái bình luận cộng với là à, những cái nút like ở trên video của mình nhá, à, ít nhiều gì cũng là ủng hộ cho mình, thêm động lực làm cho các bạn ra những cái video hay và chất lượng hơn. Đấy, thả tại à, thả like nhiều vào. Biết đâu ngày mai chúng ta đã đề thì sao đúng không ạ? ok thì các bạn đã nhớ vào tiền cho mình cái giàn đề này mọi người nhé về phần ô tô thì chúc em chúng ta may mắn xin chào và hẹn gặp tất cả mọi người